Trong video này, kênh kho tài liệu xây dựng xin kính giới thiệu đến quý vị một cái hệ thống bơm nước lên bồn trên mái tự động bằng áp suất. Đây là một cái hố để chứa cái máy bơm dưới này. Đây là một cái viên gạch được cắt sóng, lót sóng, tức là không có lót hồ. Đây là cái khuynh để chúng ta dễ dàng mở cái nắp này lên. Đó, quý vị thấy thì trong này nó có một cái hố để chứa một cái máy bơm, thì cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ. Những cái loại gạch mà chúng ta sử dụng trong công trình thì nó còn dư, chúng ta tận dụng để làm cái ô này. Thì chúng ta lưu ý thì ngay cái góc này chúng ta cũng có chừa một cái lỗ thoát nước để khi chúng ta lau nhà. Chúng ta có lau nhà thì nước có lỡ chảy vô đây, một ít vô đây thì nó theo cái lỗ này nó sẽ thoát đi. Thì đây chúng ta giới thiệu đến cái nội dung chính của cái video này, đó là một cái máy bơm để chúng ta sử dụng bơm cái nước thiết cục hoặc là từ cái bồn âm hoặc là cái bồn để dưới tầng trệt đi lên. Đây là đường ống cấp lên cái bồn ở trên mái nhà. Thì quý vị thấy đây nó có một cái dây, đây là dây nguồn. Dây nguồn này thì sẽ đi lên cái hệ thống CB trên này. Đây là cái tủ CB của nhà, thì gồm CB tổng, CB ô cắm, CB tầng, CB chiếu sáng, CB điều hòa, vân vân. Nói chung rất là nhiều CB. Thì chúng tôi mới vừa làm xong nên chưa có dán ghi chú CB trong này. Thường nó sẽ có cái dán, đây là cái chỗ để dán ghi chú CB để gia chủ sử dụng nè. Và chúng ta cũng sẽ gỡ những cái tấm bảo vệ này. Mới vào giao nhà, căn nhà chúng tôi nhận sửa chữa cải tạo từ một căn nhà cũ thành một căn nhà rất là mới, sạch đẹp như thế này. Nhà này được xây thập niên 70, khoảng năm 1970, thì rất là cũ kỹ. Quý vị thấy là sử dụng cái loại cửa rất là cổ như thế này, cửa sắt, kiến cũng không cần lật, kiến 5 ly. Quý vị thấy cái ổ khóa cũng rất là cổ rồi nè. Ổ khóa này thì hồi xưa mới có thôi. Đó. Đó, quý vị thấy ở đây những cái đèn rất là cổ kính hồi xưa. Đó, thì cái hệ thống, bởi vậy nên chúng ta cần sử dụng một cái hệ thống rất là đặc biệt như thế này. Hồi xưa thì cái motor sử dụng thường là motor cơ, sử dụng CB chúng ta bật cho nó bơm thôi, không có tự động như bây giờ. Nên là cái nguồn chờ này chỉ có một cái nguồn duy nhất từ CB xuống, chứ không có cái nguồn lên CB, và có một cái nguồn nữa lên cái phao trên mái. Thì bây giờ chúng ta thường sử dụng là cái bồn có cái phao điện để chúng ta sử dụng tự động bơm. Thì chỉ này chỉ có cái nguồn cho cái CB nè. Quý vị thấy xung quanh thì không có cái nguồn nào khác nữa, cái nguồn CB được thông qua một cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu sau. Đây đi xuống cái máy bơm, đây là cái nguồn máy bơm ghim vào, đây là nguồn điện, không có nguồn cái phao điện như đa dụng bây giờ chúng ta thường sử dụng. Thì để chúng ta cải tạo từ một cái hệ thống không có tự động, hệ thống sử dụng CB bơm cái nước từ bồn dưới tầng trệt hoặc là nước từ thiết cục đi lên trên cái bồn mái, thì chúng ta sử dụng cái máy bơm này. Tôi giới thiệu quý vị, đây là máy bơm rất là độc đáo của hãng Panasonic. Thì cũng vẫn là tự động, nó sẽ tự sử dụng. Đây là cái bộ máy áp suất, nó sẽ nhận cái áp suất từ cái bồn trên mái, nó xử lý. Khi chúng ta cài đặt cái bồn trên mái, nó tụt cái lượng nước xuống thì cái áp suất nó sẽ giảm xuống, dẫn đến cái bộ này sẽ kích cho cái phao này, nó có cái rờ le nó nhảy, thì cái máy bơm này nó sẽ hoạt động, nó bơm nước từ cái bồn dưới tầng trệt hoặc là từ thiết cục lên trên mái. Thì đây là một cái bộ nữa, đây là cái bộ gọi là thường quý vị sẽ biết là cái bộ này gọi là bộ timer. Thì được sử dụng có rất nhiều và phổ biến ở những cái hệ thống phun nước tự động hay là hệ thống
phun nước mưa hay là phải nóng tạo cái phun sương ở những quán cà phê vân vân, nói chung rất là nhiều. Này quý vị thấy là bật tắt timer này, có cái hình đồng hồ. À, còn đây là cái bộ chúng ta điều khiển cái giờ. Nó này anh em mới đang cài ở chế độ là 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi này 13 giờ đó. Thì cái bộ này nó cũng rất là đặc biệt. Thì những cái video sau tôi sẽ giới thiệu đến quý vị cái bộ timer này. Bộ timer này chúng ta cài đặt để cái máy bơm nó không có bơm thường xuyên. Ở đây là cái máy bơm tôi giới thiệu đến quý vị là cái máy bơm của hãng Bana, sử dụng cái hệ tự động bằng áp suất. Nó khác với những cái hệ tự động đang sử dụng hiện tại ở thị trường rất là nhiều, đó là tự động bằng phao điện, tức là tự động khi chúng ta cái bồn trên máy này nó bị trục nước xuống thì nó sẽ có một cái phao điện nó giật xuống, thì cái phao điện nó sẽ báo tín hiệu bởi một cái dây điện xuống dưới cái phao dưới này, nó sẽ bơm lên. Và cái ở này nó dưới cái bồn dưới tầng trệt này nó cũng có một cái phao điện nữa, khi mà cái nước nó không còn ở cái không còn ở cái bồn dưới tầng trệt thì nó sẽ có cái phao điện, nó sẽ tự ngắt cái máy bơm, nó không có bơm nữa. Còn ở cái video này tôi giới thiệu với quý vị cái máy bơm rất là độc đáo, có cái bộ báo áp suất. Thì cái bộ này nó sẽ báo cái bồn trên máy này nó hết nước thì tự động nó kích, nó bơm lên đầy nước thì nó đủ áp suất, nó sẽ ngắt điện cái máy bơm này. Đó, cái máy bơm này rất độc đáo, nó sử dụng cho những cái nhà cải tạo mà khi xưa chúng ta không có chờ cái đường luồng và những cái hộp gen cũng như là cái đường đi rất là khó, khi chúng ta đi cái đường nước xuống thì nó sẽ rất là bất tiện. Đây là cái nhà bếp của căn nhà này, các vị thấy là những cái thiết bị chúng tôi cải tạo cũng đầy đủ hết. Đây là một cái toilet nè, có cái máy bơm nó bơm lên và sử dụng đầy đủ cho. Đây là máy nước nóng trực tiếp, đây nó cũng rất là cũ cổ đó. Đây là đầy đủ thiết bị hiện đại bây giờ, lavabo, bồn cầu, vân vân. Đây là một cái bếp nhỏ chúng ta sử dụng cho cái gian bếp này, và chúng tôi cải tạo cái nhà này thành một cái nhà rất là hiện đại đầy đủ hết. Đây là hộp gen của cái nhà nè, thì lên trên mái nếu mà chúng ta muốn sử dụng cái phao điện hiện tại thì chúng ta phải đục cái hộp gen này rất là phức tạp, rất là tốn công. Nó có quạt hút thì chúng ta sử dụng cái máy bơm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều công và áp dụng được cái công nghệ hiện đại nhất bây giờ, đó là hệ thống bơm tự động bằng áp lực nước. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video giới thiệu về một cái hệ thống bơm nước rất là hiện đại sử dụng tại thời điểm đang quay cái video này, đó là năm 2019. À, quý vị nhớ đăng ký kênh để đón nhận những cái video tiếp theo của kênh kho tài liệu xây dựng đang lên hàng ngày.